kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 3 tháng 9 thì Sơn Đình lên cho các bác một cái bộ phối ghép rất là đặc biệt ở phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu đồng. Bác nào mà đang cần những cái bộ âm thanh nghe nhạc vàng Bolero hay và những dòng loa nổi tiếng của Pioneer thì các bác nhanh tay alo trực tiếp với Sơn Đình. Vì đây là bộ phối ghép giữa một chiếc ampli Sony 3.3 ESR mà khách hàng của Sơn Đình mới lấy cách đây có nửa tháng. Vì phối ghép với loa Mỹ không hợp nên bác lại giao lưu với Sơn Đình sang sản phẩm khác thì Sơn Đình có nhận lời và sẽ có mức giá rất tốt về chiếc ampli này, nó chỉ có hơn 3 triệu đồng, công suất lớn, hồi gỗ đẹp và máy móc là nguyên zin. Và đây là chiếc ampli tại cửa hàng Sơn Đình giao lưu với khách hàng cũng như bán cho bác khách để bác khách giao lưu đổi ngược lại lấy sản phẩm khác của Sơn Đình. Và đang phối ghép là cặp loa Pioneer, model của nó là CSF75 huyền thoại bát 30, một chung và một tép kèn gang 6 lỗ. Cặp loa này thì nó chỉ hơi bẩn một chút ở cái phần màng. Các bác chú ý kỹ là Sơn Đình quay là đều tả rõ là cái phần màng này. Do cái cặp loa này là họ đóng gói vận chuyển, là họ xếp ngược loa cho nên cái dầu ở trên cái gần của nó chảy ngược lên cái màng nên nó hơi xấu một chút xíu thôi. Còn các cái tuyến loa cũng như các cái phần gần của những dòng này thì nó rất là tròn và rất là đều. Đấy. Loa đẹp góc cạnh, bên này cũng vậy. Thì do họ đóng gói người ta quay ngược loa để ngược chiều xuống dưới nó mới bị, thì các bác có thể nhìn thấy rõ đây. Đây là cái vết dầu nó chảy ngược lại. Thì nó mang tính chất thẩm mỹ thì nó hơi xấu một chút. Nhưng để nói về chất âm thì đây là những dòng loa chuyên nghe Bolero nhập vàng. Với phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu đồng thì đây là những dòng loa đầu bảng của hãng Pioneer. Loa đẹp xuất sắc. Đấy, đây một bộ này cả bộ nhá, không có loa và âm đi là dưới 10 triệu đồng. Và một chiếc âm đi Sunsui 707 CDX Decat công suất 320W rất là gấu này. Sơn Đình sẽ quay chi tiết và báo giá công khai cho các bác. Các bác có thể là mua riêng lẻ âm đi hoặc mua riêng lẻ loa thì mọi thông tin các bác cứ alo Sơn Đình. Duy nhất số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Các bác có sản phẩm giao lưu cửa hàng Sơn Đình thì các bác cứ mang qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Bây giờ thì mời các bác bớt chút thời gian theo dõi Sơn Đình quay chi tiết và báo giá luôn. Đầu tiên sẽ quay về chiếc Omni Sunsui trước. Đấy. Ở cái đời Sunsui, đặc biệt là những dòng 707X để cát ấy, thì cái dòng này thì nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Đó là Sunsui 707XCD để cát. Tại sao nó lại rẻ hơn so với chữ X để cát? Bởi vì là sang cái phiên bản này thì nó là đời nâng cấp. Sau đó thì đến những dòng đầu chín thì nó sẽ không có nao nớt, nó chỉ có mỗi phần chỉnh bát chép thôi. Nó không có nao nớt nữa. Cho nên sang tới cái đời này thì mọi người sẽ không chuộng. Nhưng ngược lại thì đây là đời cao hơn. Đấy, so với dòng X để cát nha. Mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Chiếc âm đi về trong tình trạng là nguyên zin, mặt tiền rất là đẹp. Mặt tiền rất là đẹp luôn. Hầu như không có một vết chảy xước nào cả, núm nút còn rất mới và rất là bóng. Và Sơn Đình quay thì dưới cái ánh điện đây nó hơi kém một chút, cho nên là nhìn thì nó sẽ không đủ độ sắc nét. Còn nếu như các bác mở gần cửa hàng Sơn Đình, các bác qua trực tiếp thì các bác sẽ nhìn thấy nó rất là đẹp. Có chỉnh bát chép đầy đủ trên máy khi các bác ấn cần đèn sáng. Đời này sẽ không có nào nớt. Nhưng với những cái cách phối ghép cũng như những dòng âm mission xui để các bác nghe hay thì không cần phải nâu nớt nữa. Mà các bác chỉ cần đầu tư thí dụ như một chiếc giải mã từ Smart TV hoặc là những chiếc lọc xì khi các bác phối ghép cùng thì nghe những chiếc âm mì này rất là tuyệt vời. Độ chi tiết và độ sạch sẽ. Ruột gan bên trong, máy móc là chạy 8 sò. Đấy, rất đẹp. 4 tụ lọc nguồn và một nguồn khủng. Công suất của chiếc âm mì này là 320W. Hàng bãi tuyển chọn cho các bác siêu đẹp. Đây, các bác có thể nhìn thấy rõ là siêu đẹp luôn. Đấy, chỉ có một chút bụi bẩn. Số series của máy là 043087. Điện 100V, công suất là 320W. Đây là cầu loa. Đấy, rất là mới. Chiếc âm ly này thì hiện tại đang có mức giá là 7.800.000 đồng. Nó chỉ nhỉnh hơn chiếc âm ly 607 để cát mà không mấy trăm thôi. Đấy, thì các bác nào mà đang cần những chiếc Omni công suất lớn, nghe nhạc hay mà độ chi tiết, độ mộc mạc thì những dòng đầu 7 này thì công suất rất là khỏe rồi. Mà giá rất là tốt, chỉ có 7.800.000 thôi. Duy nhất chỉ có một chiếc tại cửa hàng Sơn Đình. Còn nếu sang cái đời mà 707X Decat thì hiện tại Sơn Đình đang bán mức giá là khoảng hơn 10 triệu.
Có những cửa hàng sẽ bán mức giá tầm 12 triệu thì tùy từng cửa hàng bán. Giá nó vô cùng quan trọng là mình nhập được rẻ thì mình bán rẻ để các bác có những cái sản phẩm hay, sản phẩm tốt để các bác sử dụng. Đấy. Đây là sơn sui AUD707XCD Decat các bác nhé. Đấy, mức giá là 7.800.000 đồng hàng tuyển chọn. Còn ở phía đằng sau, cặp loa Pioneer CSF75, loa là zin tuyệt đối, chỉ có bẩn một chút ở cái phần màng giấy ở cái loa bát. Đấy, nó không phải là bị rách hay gì cả mà do họ đóng ngược loa thì cái dầu nó chảy ngược vào thì nó có bẩn một chút theo năm tháng. Đấy, thì cặp này Xuân Đình sẽ bán xả rẻ cho các bác mức giá là 6 triệu đồng. Bát 30, dòng loa này các bác nghe nhạc và hát gia đình rất là tốt. Loa này thì nghe nhạc vàng Boro thì quá đẳng cấp rồi. Đấy, góc cạnh đằng sau, sắc nét. Trở kháng 8 ohm, công suất là 60W của loa. Nhưng đây là công suất thật của loa. Và với những cấu hình là bát 30 thì các bác cứ an tâm rằng sẽ chơi rất tốt với những diện tích phòng từ 30m² trở lên. Đấy, nghe nhạc và hát gia đình những cặp loa này quá đẳng cấp rồi. Căng cước đầy đủ và siêu đẹp. Các cạnh loa rất là chất. Giá ưu đãi cho các bác mức giá chỉ có 6 triệu đồng. Đấy, giá rất là mềm mại để các bác nghe Boro nhập vàng chất tình. Loa là nguyên zin, tiếng thì cực kỳ là hay. Đấy, các bác có thể là mua riêng lẻ cặp loa cũng được, nhưng ở đây thì chúng mình đang ghép là một chiếc âm ly Sony. Sony này là Sony 3.3 ESR mà Xuân Đình mới giao lưu với khách hàng. Chiếc âm ly thì là trước Xuân Đình bán là 4.500.000, công suất là hơn 200W, máy chạy là 12 sò lớn nhỏ, thiết kế thì rất là đẹp sang trọng. Nhưng do bác ghép với những dòng loa Mỹ thì những dòng Sony này sẽ không hợp, nên bác đã chuyển sang dòng Sơn Sui ghép thấy hợp hơn và bác lại giao lưu với cửa hàng Xuân Đình. Thì hiện tại chiếc âm ly này đang có mức giá là 3.500.000. Phối ghép với cặp loa 6 triệu này ở phân khúc là tổng cả bộ này chỉ có 9.500.000 thôi. Nhưng mà nếu bình thường các bác mua cửa hàng Xuân Đình đang bán chiếc âm ly là 4.500.000 và cặp loa nếu đẹp thì nó đang có mức giá tầm 8 triệu đồng. Nhưng mà các bác mà không quá quan trọng về cái phần hình thức, nó chỉ hơi bẩn một chút ở cái màng. Còn quan trọng là kết cấu của loa cũng như cái chất âm, thì đây là những dòng loa cũng như âm ly quá đẳng cấp mà cả một cái bộ này thì có 9.500.000, giá rất là mềm mại. Mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp vào Xuân Đình theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.